Mùa Quốc hận 30 tháng 4 năm nay tại tiểu bang Washington lần lượt được tổ chức tại Seattle từ chiều ngày 23 tháng 4 và sẽ còn các sinh hoạt tiếp nối tại nhà thờ Công giáo cũng như thắp nến tưởng niệm và chuyển lửa về quê hương tại Tacoma vào đúng ngày 30 tháng 4, thu hút đông đảo đồng hương đánh dấu 36 năm quê hương rơi vào tay Cộng sản Việt Nam. Trước hết là buổi tưởng niệm hội thảo và chuyển lửa về quê hương được tổ chức vào trưa thứ Bảy 23 tháng 4 tại Thư viện Beacon Hill do Cộng đồng Người Việt Quốc gia tiểu bang Washington tổ chức. Đặc biệt, trong mùa tưởng niệm năm nay, nhằm để chuyển lửa trong khí thế đấu tranh cách mạng, đòi tự do dân chủ của các nước Đông Âu và Bắc Phi, chúng tôi muốn nhắn nhủ tới quý vị đồng hương, ngoài những cái kỷ niệm đau thương để mà nhớ lại tưởng niệm tới cái ngày mất nước, thì chúng tôi cũng mong mỏi quý vị cùng đóng góp một bàn tay để giúp cho những cái công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày một có kết quả nhiều hơn, đặc biệt là chuyển những cái lửa đấu tranh đó về Việt Nam và chúng ta đưa những cái sự yểm trợ của cộng đồng hải ngoại về trong đất nước Việt Nam. Tôi lên Seattle để giúp cho đồng bào Seattle trong cái dịp 30 tháng 4 tổ chức ngày quốc hận tranh đấu cho dân chủ và đất nước. Phần hội luận với đề tài vai trò của người Việt hải ngoại trong cuộc cứu nguy tổ quốc và giải thoát dân tộc khỏi chế độ cộng sản. Tưởng nhớ các chiến sĩ đồng bào đã bỏ mình trên con đường tự do. Tưởng nhớ các chiến sĩ đã bỏ mình trong các trại cải tạo và tất cả những chiến sĩ đang bị tù đày ở Việt Nam trong công cuộc đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Dịp tưởng niệm quốc hận hàng năm, ngoài các nghi thức chào quốc kỳ, tưởng niệm và dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, còn có sự đóng góp của đoàn Hưng Ca từ Portland với các ca khúc hùng tráng, hưởng ứng chiến dịch chuyển lửa về quê hương, mong Việt Nam sớm có đổi mới qua cao trào cách mạng tự do dân chủ đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng nhắc đến hai chiến công hiển hách của vua Ngô Quyền phá quân Nam Hán và của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn phá quân Nguyên trên dòng sông lịch sử Bạch Đằng. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SBTN và người Việt Tây Bắc tường trình từ Seattle, Washington.